Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Hân lại tiếp tục làm một video để gửi đến các quý vị khách quý gần xa của shop, như là tất cả các bạn. Sau khi mà Hân làm video về chiếc lón RXT 3/4 hai kính ở bên shop phượt.vn nhà Hân thì Hân cũng nhận được rất là nhiều inbox có yêu cầu rằng là chị Hân làm một cái video về full face đi và chị làm cho bọn em xem trực tiếp về full face rock đi. Thì hôm nay Hân đáp ứng yêu cầu của đa số các bạn để inbox về shop thì Hân sẽ giới thiệu làm một video cụ thể, giới thiệu chi tiết hơn, cụ thể hơn về chiếc lón full face như thế này nhá. Tại sao mà được nhiều các bạn yêu cầu để làm một video về em nó đến như vậy thì mời tất cả các bạn đón xem cái video này của Hân để biết là tại sao mà em nó có độ hot đến như vậy nhá. Đây, trên tay của Hân này hiện Hân đang cầm chiếc lón rock rock đen hai kính. Rock là thương hiệu của nhà sản xuất Rohde. Cái thương hiệu Rohde thì không còn xa lạ gì với người tiêu dùng Việt Nam mình nữa, bởi vì thương hiệu này là một thương hiệu rất nổi tiếng và được các bạn cũng như là mọi người ở trên đất nước mình tin dùng, bởi vì là an toàn, chất lượng và mẫu mã đẹp. Hôm nay thì Hân đang cầm trên tay một dòng lón của Rohde đây ạ. Rock full face không lật hàm và hai kính. Các bạn nhìn rõ hai kính, cái lớp kính trong này đó, lớp kính trong thì với thiết kế là có luôn một cái cần gạt ở bên như thế này nha, để khi các bạn mà di chuyển ở trên đường các bạn đội thì các bạn có thể là sử dụng cái nút gạt này dễ dàng để điều khiển cái lớp kính trong, cũng chính là cái lớp kính râm để các bạn đi trời nắng. Còn đây là lớp kính ngoài, là lớp kính trắng cản bụi, cản gió, rồi các loại cơ vật côn trùng rất là nhỏ khi chúng ta chạy ở ngoài đường. Đây, khi chúng ta như thế này là gọi là full face. Hiện tại là ở ngay cái hàm của mình như này. Các bạn chú ý nhé, rất là tuyệt vời, có cái thông gió ở ngay hàm. Nó cảm giác khi mà mình đội tất cả vào nó không bị bí. Cái nút thông gió này, khi các bạn đi gần mà hay là mưa thì các bạn không cần sử dụng cái nút này nè, thì là tất cả đều trở lên là full nha, kín. Còn khi các bạn đi bình thường thì các bạn mở cái nút này lên cho thoáng cái hàm của mình, nó không bị bí. Ở trên ngay trên đỉnh phần đầu lón cũng như vậy, có hai lớp lớp thông gió ở bên đây để Hân cho các bạn nhìn kỹ hơn nha. Sử dụng cái lớp thông gió này thì các bạn đi xa không cảm giác bí đầu. Đây, khi mà gió được thông thì sẽ thông ra hai cái khe đằng sau này. Một thiết kế rất là ưu việt của Rohde. Hai cái khe này thông gió cho đằng sau khi chúng ta sử dụng hai cái nút thông gió ở trên cái đỉnh đầu mình, và gió sẽ được thông thông ra hai cái khe đằng sau này nha. Đó. Và tiếp đến là Hân xin giới thiệu về cái lớp lót. Cái lớp lót của lón rock này cũng như là tất cả các lớp lót của lón bảo hiểm Rohde thì các bạn biết rồi, rất là êm ái và dày dặn, khiến cho người đội mình cái cảm giác thoải mái và được bảo vệ một cách an toàn triệt để nhất. Đây ạ, các bạn có thể nhìn rất là êm ái đó, dày dặn và êm ái. Một cái điều đặc biệt là tại sao cái rock này thì hiện có rất là nhiều tem cũng như là phù hợp với các gu sở thích của từng bạn một, nhưng mà bên nhà Hân thì Hân bán rất là chạy cái mẫu tem đen bóng này, thế nên là ngày hôm nay Hân chọn để giới thiệu đến các bạn là tem đen đen bóng. Còn có nhiều tem khác thì các bạn muốn mua hàng hay là lựa chọn cứ inbox cho Hân, thì Hân sẽ gửi các mẫu tem khác nhau để cho các bạn lựa chọn. Còn hôm nay là Hân chỉ chọn để giới thiệu đến các bạn là cái dòng tem đen bóng này rất là bắt mắt, và Hân bán tương đối chạy cái tem đen bóng này nên là Hân giới thiệu với các bạn. Cái điều đặc biệt của rock này thì chắc chắn là các bạn rất là thích, bởi vì là nhìn cái độ ngầu của lón rất là ngầu, bởi vì có đuôi gió. Cứ lón full face nào hầu như là được gắn thêm đuôi gió gió thì trông rất là ngầu. Các lón full face khác thì hầu như khách mua về và phải mua kèm riêng một chiếc đuôi gió ở bên ngoài để về gắn. Thế nhưng mà rock thì đã lên luôn đuôi gió cho các bạn nha. Đã lên bao gồm luôn đuôi gió cho các bạn như thế này, là có sẵn luôn nha.
Đó là các bạn không cần phải mua riêng đuôi gió nữa. Và khi mà chúng ta đội được một thời gian á, chúng ta có thể cái cảm giác là khi mình đội lâu á, nó sẽ cái tuyến mồ hôi ra thì nó sẽ là gây cái cảm giác là sẽ là cái lớp lót này nó sẽ không được còn được thơm tho nữa, thì chúng ta có thể tháo ra để chúng ta vệ sinh nha. Đây. Có các khuy đây, các bạn nhìn nha. Đó. Như thế này nha. Thật khó bạn làm. Đem các bạn là tháo như vậy là có các khuy rất là dễ dàng đúng không? Để các bạn là giặt, các bạn phơi phong khô rồi sau đó là các bạn lại đội thì cái cảm giác cái lón bảo hiểm của mình lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ và nó cảm giác nó rất là thoải mái. Đây, phân cho các bạn nhìn kỹ hơn một chút về bên trong. Đây là lớp lót rất dày dặn và an toàn. Và hơn thế nữa là có các cái nút thông gió nên là các bạn yên tâm là không bị đội, không bị bí đầu nha. Chạy đường dài cũng như là đường xa cho các biker cực kỳ an toàn và hiệu quả và tiện lợi. Đây là dây nón, cài nón. Đây, tem của nhà sản xuất nha. Bây giờ thì Hân sẽ đội lên trực tiếp để cho các bạn có thể dễ hình dung hơn. Vòng đầu của Hân thì hiện là 56 cm, thì Hân chọn đội là size size L nhá. Đó. Theo cái vòng đầu của Hân thì Hân đội cái size L này. Hân đội rất là vừa vặn. Nút đặt kính này. Đó, khi các bạn di chuyển ở ngoài đường các bạn có thể như thế này nha. Đó, khi các bạn đi thì các bạn gạt lên và khi các bạn không dùng nữa các bạn lại lấy cái nút điều khiển như thế này. Đấy. Một chiếc full face như thế này thì bảo vệ các bạn tuyệt đối an toàn. Nếu như trên đường di chuyển mình không may mình gặp một cái sự cố gì đáng tiếc xảy ra thì cái nón full face là chắc chắn sẽ bảo vệ 100% tuyệt đối an toàn cho các bạn. Cái lớp bảo vệ hàm này các bạn nhìn nha. Khi mà mình chỉ đi trời mưa á, trời mưa thì các bạn đóng như thế này vào nhá để cho kín, nước mưa không vào được. Còn khi đi bận bình thường thì các bạn nên bỏ cái lỗ thông gió này bởi vì là sẽ là rất là thoáng cho cầm các bạn không cả, không cả cảm giác bí. Hân xin nhắc lại là có một nút gạt kính ở bên rất là tiện lợi. Đó, khi các bạn đi trời nắng là các bạn gạt cái kính, lớp kính cũng chính là lớp kính râm để che nắng cho các bạn. Và khi các bạn không cần thiết thì các bạn gạt lên như thế này nhá. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Cái vòng đầu hiện tại của Hân thì là 56 cm nên là Hân đội vừa size L này. Cái size L thì từ vòng đầu dành cho vòng đầu từ 56 đến 58 cm đội vừa các bạn nhé. Còn cái size XL thì là vòng đầu từ 58 đến tầm 62, 63 là đội được ạ. Còn tùy theo cái size đầu của các bạn là các bạn sẽ phù hợp với cái size đầu thì bên Hân sẽ tư vấn cho các bạn cái size để vừa với vòng đầu của mình các bạn ạ. Các bạn nhìn không? Cái hai bên lớp lót này rất là dày dặn và an toàn. Rất là êm ái, thoải mái. Đây, bây giờ Hân thật ra thì không chỉ riêng gì các phượt thủ chạy ở đường dài đâu, mà tất cả chúng ta nếu như công việc hay là phải di chuyển thường xuyên ở ngoài đường á, cũng hơi chẳng hạn là đi làm xa nhà một chút, thì cái lời khuyên của Hân á, cũng như là các nhà sản xuất là nên có cho mình một chiếc full face để đội cho được an toàn, bảo vệ an toàn nhất. Bởi vì ra đường lưu thông bây giờ thì như các bạn biết tình hình giao thông ở Việt Nam mình bây giờ cũng không hề đơn giản ạ. Thế nên là cái sự lựa chọn để có cho mình một chiếc full face bảo vệ cho mình full hết cái phần đầu của mình để cũng rất là lệ, các bạn nên lưu ý cái vấn đề như thế này để mà lựa chọn cho mình một chiếc nón để bảo vệ an toàn khi mà mình di chuyển đường. Còn nếu như các bạn chạy ở gần thì các bạn cũng chỉ chạy loanh quanh một chút thì có thể đội chiếc nón 3 phần 4 hay là 1 phần 2 nếu là mình di chuyển gần á. Còn những cái đoạn đường xa xa một chút và cũng như là cái lượng lưu thông ở trên đường á
nhiều xe hay là thế, như các bạn lưu thông nhiều á, đi lại cũng nhiều thì nên chọn cho mình một chiếc nón thêm như thế này, một chiếc nón full face nữa. Có nghĩa là cái thời bây giờ thì theo Hân thì ai cũng cần cho mình một chiếc full face. Còn 3 phần 4 hay 1 phần 2 thì ai cũng sẽ có rồi đúng không ạ? Thế là ngày hôm nay thì Hân cũng sẽ đây, chọn một giới thiệu đến các bạn một cái chi tiết cụ thể về full face là như thế để các bạn dễ hình dung hơn ạ. Hiện tại thì bên Hân có rất là nhiều dòng full face để các bạn có thể lựa chọn. Ngoài Rhone thì bên Hân còn GXT hay là AU, cũng là những hay là Soman, lật hàm Soman cũng như là GXT cũng có nhiều loại. Để từ từ dần thì Hân sẽ làm các video tiếp theo để các quý khách có thể hình dung hơn về những cái dòng full face như thế này. Hôm nay thì Hân xin kết thúc video ở đây và chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, thành công trong công việc cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu như cần một chiếc full face như thế này thì liên hệ với Hân qua số điện thoại 0988 168 066. Đó cũng chính là số Zalo của Hân ạ. Zalo của Hân là Hân Hân Số Phượt. Fanpage cái trang fanpage của Hân trên Facebook là số phượt.vn, số phượt.vn, và cái face cá nhân của Hân là Hân Hân. Thì các bạn có thể inbox qua face cá nhân cũng như là trang fanpage số phượt.vn để được tư vấn cụ thể hơn, cũng như là để Hân sẽ giải đáp những cái thắc mắc của các bạn chi tiết hơn nữa. Rất là mong nhận được sự ủng hộ lâu dài của các bạn đến với số phượt.vn bên nhà Hân. Một shop của nhà Hân thì chuyên cung cấp các phụ kiện bike cơ cho tất cả mọi người đang lưu thông bằng xe biker, cũng như thật ra là cũng nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ của bà con từ khắp mọi miền đất nước. Thế nên là hôm nay Hân cũng